Xin chào các bạn, mình là Cao Khô, chào mừng mọi trở lại với tập tiếp theo của Vượt Ngục. Ok, chúng ta tiếp tục nghe từ cái tập trước thôi. Mình đã thu thập hình như gần đầy đủ đồ đúng không? Mình chúng ta còn phải đập thằng bảo vệ nữa. Ok, hôm nay chúng ta phải đập thằng bảo vệ. Vậy thì mình lấy cái này đây nhỉ. Chúng ta cần đập đến giờ điểm danh. Chúng ta cần đập thằng bảo vệ và kiếm cái cuộn chỉ nữa là xong. Đây là lầu 7. Thử xem bọn này có bán gì không. Không bán. Mình nghĩ cũng chỉ là chúng ta phải lục đồ rồi. Đấy, xuống lục đồ phát xem nào. Ê, khoan. Thôi rồi, tí nữa mình sẽ đập thằng bảo vệ xong. Ở màn này chúng ta có thể là dùng sô-cô-la lỏng á để đập thằng bảo vệ, nhưng mà mình không biết là có cần thiết hay không. Vậy là nó giống như phần 1, chúng ta có thể dùng làm sô-cô-la lỏng. Tiếp. Giờ ăn, rồi chạy điểm danh cái. Vậy cái thằng bảo vệ mà dưới chìa khóa màu đỏ là thằng này gì? Witcom đúng không? Nếu mình không lầm ta để ý nó mới được. Các bạn sao? Mình nghĩ là chúng ta sẽ, nếu mà kiếm được cái sô-cô-la, mình sẽ làm cái sô-cô-la lỏng để đập nhau cho nó. Mày gần lắm mất lửa ơi. Tiếp theo. Đại ca đừng xuống. God damn it. Các bạn thằng này đi lang thang xuống dưới là bị. Yes. Alright. Và chúng ta chắc chắn sẽ chế giờ làm, tại vì bây giờ mình không có thời gian để hay là chúng ta ra tự xử tự tử. Không nói tệ đúng không? Chạy ra tự tử đi. Đầu hàng rồi sau đó chúng ta đi làm. Ai mà tốn thời gian lắm. Có khi nào mình có thể chạy. Nope. Thằng này nó thấy rồi. Rồi đại ca đạp em đi. God damn it. Tao chấp nhận. Chân chuồng để nó đập luôn. Làm sao cho nó đập đi để reset cái điểm truy nã rồi chúng ta chạy ra làm. Nó cần thiết thế mà. Tại sao chúng ta phải quan trọng cái giờ làm rồi nhỉ? Mình thấy trễ làm kệ, chả sao. Right. Thôi kệ, chạy ra làm thôi. Một nhân viên gương mẫu là không được nghỉ làm một bữa nào. Ok. Alright. Bam, tuyệt vời. Ok, vậy là xong rồi, chỉ còn con chỉ nữa thôi. Come on, tụi bay. Đến giờ gì đây? Đến giờ rảnh rồi. Đi lọc liên tục thôi. Chả lẽ mấy chục cái bàn này không cho chúng ta con chỉ đúng không? Lầu 6. Ê, đúng rồi, lầu 6 vẫn là cái lầu. Mày làm gì? Bây giờ chúng ta không làm nhiệm vụ. Come on bro. Oh my god. Mình thề các bạn, những màn trước chỉ nó phổ biến vãi lên. Này kiếm mãi không thấy. What the. Thế là lấy cái cốc nào không ta? Để làm sô-cô-la lỏng. Cần quá. Đập nhau tay đôi luôn, không thèm chơi hèn. Ok, lục hết cái lầu này, không thấy một cái gì hết. God damn it. Rồi, và chúng ta lên lầu 7. Thằng này đứng đây. Xuống dưới này đi. Quay lầu 7 nãy mình đã lục chưa ta? Yeah, mình nhớ rồi. Thôi rồi, vậy chúng ta đi kiểm tra từng lầu một. Xuống lầu 6. Bây giờ muốn xuống nữa thì xuống đâu? Ở đây có đến 9 lầu rồi các bạn này. Chúng ta thử xuống bên dưới xem có cái biết đâu có cái bàn nào đấy. What? Sao bọn này cứ không được. Và từ lầu 5, từ lầu 5 trở xuống là chúng ta không xuống được. Ok. Chúng ta chỉ đi lầu 6, 7, 8, 9 thôi. Cô bán chỉ không? God damn, mày sẽ dễ thật. Gần đúng. Oh my god. Wow, cái vũ khí ngon chưa? Nhìn ngon vậy nhưng mà không muốn lấy. Uầy, các bạn nhìn ở đây nó có cái hành lang hay vậy nhỉ? Cái này là cái gì đây? Thông gió hay cái gì vậy? Cái này cần thẻ để đi vào đúng không? Wow, là bầy gì nhàm chán này trời. Không có gì lục. Uầy, trong này có cái bàn các bạn ơi. Các bạn sao? Nếu mà chúng ta làm cái bộ đồ bác sĩ, chúng ta có thể đi vào đây được và lục cái bàn này.
Alright. Vậy thì mình sẽ kiếm cái thuốc lọ thuốc tẩy. Giờ tắm, ok. Còn bay có làm ăn chị không? Oh my god. Tao đang mình đang bị rắt răng mà không có nào bắn chỉ để cho mình xỉ răng. God damn it. Ok, bây giờ là không làm gì ngoài việc chờ đợi à? Chán vậy. Mình có thể lấy cái ấy đâu. Cảm ơn cho mày, cảm ơn mày nhé. Tao có lọ thuốc tẩy. Thank you. À, bây giờ chúng ta làm việc hả? Lên làm nhanh cái rồi chúng ta vào rồi chúng ta vào thử cái phòng, vào cái bệnh viện đó, kiểm tra xem như thế nào. Mình có cảm giác như cái cục chỉ nó sẽ nằm trong cái phòng bệnh viện đấy. Lần trước mình biết tại sao mà mình bị nó đập và đeo cái áo bị nó đập rồi. Tại vì nếu mà mình đi đeo cái áo này á mà đứng gần bộ cảnh sát lâu quá nó sẽ lên điểm truy nã. Mà cái giờ điểm danh á có 3-4 thằng cảnh sát đứng đấy, nó lên chúng ta không được đánh đứng gần bọn nó lâu. Chúng ta chỉ điểm danh cái xong chuồn luôn. Đấy. Rút kinh nghiệm rồi. Good. Xong bệnh viện ở trên này đúng không? Yeah. Bệnh viện ở lên một lầu nữa. Yeah, các bạn thấy mỗi thằng mà mỗi lần mà bọn cảnh sát gặp mình không? Nó cứ nói gì đấy. Tao yêu công việc của tao. Ok, nào vào thử đây xem nào. Vào được đúng không? Yes. God damn, cái quái gì này. Mấy cái này ráp đồ nhưng mà mình không cần. No. Tại sao cái tù lớn như thế này mà một con chỉ không tìm ra? Oh my god. Thật là ức chế quá đi. Mày bán nhung cung. Oh, mày đừng có bán dây thừng nữa. Tao xin tao bay. Rồi, sẽ xem là điểm mình thế nào này. Mình nghĩ là thời gian rảnh không làm gì, chúng ta tập luyện cho rồi. Đằng nào cũng vậy, đứng yên một chỗ có làm gì đâu. Rồi, mình sẽ quay lại sau khi mình thấy một cái gì đó thú vị. Rồi đến giờ điểm danh rồi, mình phải tháo cái bộ đồ bác sĩ ra, nếu không nó sẽ đục mình. Nhưng mà mình không thấy một thằng khốn nào bán đồ. Are you kidding me? Không một thằng nào bán đồ á. Decline phát. Yes. Mày bán đồ. Mày. Really? God damn it, thế là hết một ngày vẫn. Thật là khốn này. Thôi làm gì trong đấy? Để ke làm gì trong đấy? Đừng có lục lọi linh tinh nha. Đừng có vớ vẩn. Cho nó có đồ cấm gì không? Không. Tất cả không có đồ cấm gì hết. Đồ cấm mình biết hết rồi. Chúng ta có thể ráp cái chìa khóa màu đỏ được rồi. Rồi để đấy chúng mình sẽ dùng sau. Áo dép. Oh my god. Thôi mình ngủ đi. Bây giờ cũng chả còn gì để làm nữa rồi. Nào một ngày mới, làm ơn. Làm ơn nói là đồ nó sẽ khác. Please. Oh my god, mình có cảm giác đồ y như cũ. Cứ mặc cái đồ đó nguy hiểm quá. Mình nghĩ là giờ chúng ta bỏ 4 cái đồ đi rồi. Mày bán gì không? Không bán gì hết. Mày bán gì không? Oh shit. Ok. Khó hiểu. Tại sao bọn nó cứ đục mình như không vậy? Mình không mặc áo. What the F? Rồi, các bạn nào mà biết là tại sao nó đục mình á, các bạn comment bên dưới cho mình nha. Mình thấy khó hiểu quá. Nhưng mà không quan trọng. God damn it. Mất hai cái bộ đồ bác sĩ không quan trọng. Giờ mình chỉ cần cuốn chỉ thôi. Em đang đi đại ca đừng có hối.
Nghĩ sao nhà ăn xa vãi lìn. Đấy. Bạn bay please. À. Còn thằng này nữa. No 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 đừng đánh nó. No. God damn mày, nó chết lăn quay à. What the fuck? Tao làm gì mày đánh tao? God damn it. Ok, mình đã lục lọi bàn một lần nữa và không thấy gì. Ngoài một con sâu. À, con sâu chúng ta sẽ dành. Oh no. À. Lại một ngày nữa không có gì, mày có bán được không? Rồi. Thì như còn một cái bàn ở cái phòng đọc sách, cơ hội cuối cùng của mình. À. Mày. God damn, bọn mày đừng bán cho thần nữa, tao xin mày. Kèo này chắc mình 100% xong rồi mình vẫn chưa có thể chưa tìm được quần chỉ mất. Oh my god, mất thời gian qua đi. Tiền 300 mấy rồi. Bây giờ nó bán đắt cỡ nào mình cũng thể mua được. Nhưng mà với điều kiện nó phải bán mới được. Tụi bánh nhau lâu quá, có cần tao phụ không? Cát nha mẹ cái bọn này. Lúc bắt đầu đánh thì sung lắm. Mà đánh được tí là chạy. Lúc nào cũng chạy. Cái bọn hèn nhát. Đấy, mình đã lên 100% hết rồi. À còn còn cái thông minh chưa lên 100. Nhưng mà vẫn chưa thấy mặt quần chỉ đâu. God freaking damn it man. Tại sao quần chỉ mà nó còn hiếm hơn cả vàng thế này. Bây giờ điểm danh. Cơ hội cuối cùng của mình. Cơ hội cuối cùng của mình trong ngày hôm nay. Come on, có thằng nào bán đồ không please? Thằng cu này, cua. Cảm ơn sao? Để cho nhanh mình sẽ cắt và mình sẽ quay lại cho đến khi nào mình tìm được quần chỉ. Ok. Hẹn gặp lại các bạn. Ok, mình đã trở lại, mình đã chơi thêm mấy ngày nữa. Các bạn thấy bây giờ là ngày thứ 8 rồi nè. Mà mình vẫn không tìm thấy quần chỉ các bạn. Mình không hiểu sao nó hiếm như thế. Và mình đã lượm thêm bao nhiêu đồ rồi vẫn không thấy quần chỉ. Thế nên chúng ta sẽ đổi chiến thuật. Chúng ta sẽ không trốn bằng con cá heo nữa mà chúng ta sẽ dùng cách khác. Và bằng cách này là hình như chúng ta phải lặn xuống hay sao. Giờ đầu tiên chúng ta ráp cái mặt nạ thở. Yes. Xong lấy cái túi rác với cái băng dính chúng ta ráp thành cái túi thở. Yeah yeah yeah. Giống như cái của cái bọn thợ lặn á. Sau đó chúng ta làm một cái starbang. Tèo tèo tèo. Mình biết là giờ tắm nhưng mà kệ nó sợ. À, không phải cái starbang, một cái búa. Và chúng ta ráp thành cái đồ xịn. Chế giờ tắm chắc là không sao đâu. Kệ bố nó. Đấy. Và thế là mình đã có đủ ba thứ để thoát. Ok. Tối nay mình nghĩ là chúng ta sẽ thoát. À, và mình nghĩ là mình sẽ mặc luôn cái no no. Yeah, mặc cái đồ xịn vào. Yep. Còn cái này vật bố đi. Vật đại đó. Vật đại ra đường này. Đó, thằng nào lượm phải lượm. À, giờ làm việc. Mình vẫn chăm chỉ làm việc các bạn ơi. Ô, nhưng mà mình không có vũ khí nữa. Thôi kệ. Cần quái gì nữa. Tiền mình à. Quá trời luôn. Tiền không phải vấn đề, nhưng mà vấn đề là không hiểu tại sao không thể mua. Không thấy quần chỉ nằm đâu đâu, mình lục. Ngày nào mình cũng chăm chỉ lục lọi. Lục tất cả các bàn, kiểm tra tất cả những thằng bán đồ, không thấy một quần chỉ nào. Hết này mày không biết bị lỗi hay là sao nhưng mà thật là khốn nạn. Oh my god. À nhưng mà không sao. Đây là ngày làm việc cuối cùng của mình chăng? Rồi tạm thời bước này đi. Yeah, right. Để thoát á thì chúng ta có nên làm hình lộn không? Cho an toàn mình nghĩ là chúng ta nên làm cái hình lộn đi. Nó chắc. Tại vì mình thoát vào ban đêm mà. Để vào trộm mấy cái chăn màn của bọn này á. Lấy một cái chăn, lấy một cái gối. Nó có vẻ không thích mình. Thế chúng ta thật thật. Mày có bán chỉ không? Mình thả bạn nó mà bán chỉ. Ok. Nó bán chỉ chắc mình đập vào mặt nữa. Bao qua bao nhiêu ngày. Con tem này, kế hoạch A đã thất bại nhưng mà không sao, chúng ta có kế hoạch B. Lấy thêm một cái mà lấy thêm một cái gối nữa. Làm cái hình nộm một cái. Và và chúng ta không thể ấy được á. Nó bảo là chúng ta phải có chăn màn. Ok, về mình qua trộm cái gối của nó. Nó bảo, oh no no.
nó bảo phải là phải có chăn gối thì mới nhét hình nộm vào được. Vậy thì chúng ta chỗ gối của nó nhét vào đấy, ok. Mà à, chăn nhét vào đấy và hình nộm đến giờ gì rồi? Giờ rảnh, ok. Good, tuyệt vời. Còn một cái màn nữa thì chắc là cái chăn nữa chắc mình nhét đại đây. Yeah, làm gì? Rồi, xem nào chúng ta có đủ đồ. Yes. Alright, tối nay là ngày trốn thoát. Mình không muốn chờ nữa rồi, chờ lâu lắm rồi. Cày bao nhiêu, mấy ngày liên tục vẫn không thấy gì. Thật là chó chết. Thằng cô, mày có bán chỉ không? Thoát thì mình không hiểu nổi. Cái tù khốn nạn gì vậy? Và để trốn thoát thì mình nhớ là chúng ta phải lấy ba cái đồ đấy và đi xuống dưới. Đi xuống lầu dưới nè, phải đi xuống tận dưới cùng. Qua cái cửa màu đỏ này. Chúng ta vẫn cần cái chìa khóa nên là mình làm cái chìa khóa không phí. Good. Rồi, bây giờ là 7 giờ rồi, chúng ta chỉ đợi một vài tiếng thôi là sẽ đến giờ. Là đến giờ ngủ, là chúng ta chuồn được rồi. Có nên làm cái áo bác sĩ không nhỉ, cho nó an toàn. Đồ bác sĩ ngon hơn là đồ, hay là đồ tù, hay là đồ giáp ngon hơn ta. Mình nghĩ là bác sĩ dù gì cũng có vẻ hay hơn. Mình không đánh nhau mà. Còn giáp thì bây giờ có đánh nhau rồi, cất vào đây đi. Và mình thấy một cái mẹo trên YouTube là chúng ta có thể để đồ ra bên ngoài này, ngon lành, không cần phải để vào hộp. vào hộp. Miễn là những đồ này không phải đồ cấm, tại vì đồ cấm là bọn nó sẽ tịch thu. Đấy, tiết kiệm bao nhiêu chỗ. Rồi sau giờ này, sau giờ rảnh là đến giờ điểm danh là chúng ta ok con dê rồi. Rồi giờ điểm danh chắc. Yes. Và điểm danh 1 tiếng đến 10 giờ là đi ngủ. Ok, good, mình về phòng luôn thôi. Yeah, về phòng lấy đồ. Cái tù này ngủ sớm thật đó. Lấy ba cái này. Yes. Ok. Cái tù trước của mình 12 giờ nó mới ngủ. Mà tù này 10 giờ đã ngủ rồi. Không nên đi gần vào nó. Hay là chúng ta qua cái giáp này, qua cái tháp này nhỉ? Yeah. Mình đã điểm danh rồi đúng không? Dạ dạ dạ. Mình không gì vì mình nấn lá đây. Ok chúng ta. Uầy, chúng ta xuống luôn nhỉ? Cần quái gì phải ấy đúng không? Dạ yeah. Mình chưa thử trốn thoát cái này bao giờ. có khi nào trong đây có cột chỉ nè, mình thề các bạn. Không có chỉ. Ok. Nào chúng ta xuống một lầu nữa. Xuống một lầu nữa. Lầu 3. Ok. Và xuống một lầu nữa thì phải. Alright. Nếu mình đi về hướng này là gặp con cá heo. Nhưng mà mình không có cần câu, mình không thể nên mình không trốn thoát với con cá heo được, nên chúng ta phải đi về hướng này. Ok. Rồi sao nữa? Mình phải đào cái đoạn này à? Nếu như mình lầm chúng ta phải đập qua đây đúng không? Ok. Oh shit, mình không mang ấy. Không mang đồ ăn uống nhưng mà không sao. Thì chúng ta phải vào cái phòng này sao nếu mà không lầm. Và mình ok, được một cục gạch. Và hình như chúng ta phải dùng cái đồ lặn vào đấy. Oh, really? Wait. Tại sao nó lại dùng? Nó dạ dạ. Mình dạ. Mình chui vào cái túi rác. Dạ dạ, làm cái thùng rác, à là cái bọc rác. Đây là cái xe chở rác. Ok, ok. Good. God damn it. Cái cuộc chỉ khốn nạn là mình mất bao nhiêu thời gian. Chơi có bao nhiêu ngày cũng không được gì. B, tạm được. Kế hoạch B mà được B là ngon lắm rồi. Đấy. Good. Ok, mình xin tạm dừng phần này đây. Nếu như bạn thích video này, bao nhiêu nút like của mình, đừng quên subscribe và nút chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.